Theo báo Lao động, bão Usagi đang mạnh dần lên ở cấp bão cuồng phong, có khả năng đạt đến cường độ cực đại trong 24 giờ tới. Theo tin bão mới nhất từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa, hồi 5 giờ ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương, vị trí tâm bão Usagi cách Vidak, Catadunes, 475 km về phía đông bắc hoặc cách Daet Camarines Norte, 595 km về phía đông. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 25 tới 30 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở mức 120 km/h, tốc độ gió giật lên tới 150 km/h. Bão Usagi dự kiến sẽ di chuyển về phía tây tây bắc đến tây bắc qua biển Philippines trước khi đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông của Cagayan hoặc Isabela vào chiều ngày 14 tháng 11. Sau đó bão sẽ xuất hiện trên eo biển Luzon vào ngày 15 tháng 11 và chuyển hướng nhiều hơn về phía bắc và tây bắc, đi chậm lại trước khi hoạt động bất thường trong suốt cuối tuần này. Pagasa nhấn mạnh rằng các mối nguy hiểm trên đất liền và vùng nước ven biển vẫn có thể tồn tại ở các khu vực bên ngoài điểm dự báo bão đổ bộ. Ngoài ra, Pagasa dự báo bão Usagi có thể dịch chuyển theo đường đi được dự báo, đặc biệt trong thứ tư và thứ năm tuần này là ngày 12 và ngày 13 tháng 11. Có hai kịch bản khác có thể xảy ra, một đường đi về phía Tây Tây Bắc và vượt đất liền xa hơn về phía Nam của dự báo hiện tại, một đường đi vòng lại về bên phải của dự báo hiện tại, chủ yếu ra xa bờ biển Bắc Lưu Dông. Pagasa cũng dự báo trong 24 giờ tới, bão Usagi sẽ mạnh dần lên và có khả năng đổ bộ vào đất liền Philippines khi đạt cường độ cực đại. Cùng lúc đó, bão nhiệt đới Manji mới xuất hiện, nhanh chóng mạnh lên cấp độ bão nhiệt đới dữ dội, hướng về phía Philippines. Cơn bão có thể tiếp tục mạnh lên cấp độ cuồng phong trước khi tiến đến khu vực trách nhiệm của Philippines PAR vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 11. Với tình hình bão trong bão liên tục đổ bộ, người dân và du khách có kế hoạch du lịch Philippines nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra các thay đổi trong lịch bay để có chuyến đi an toàn, tránh bị mưa bão ảnh hưởng. Theo báo Vietnamnet, theo tin bão mới nhất, trong khi bão số 8 Toraji được dự báo suy yếu dần trên Biển Đông, thì hai cơn bão Usagi và Manji nối đuôi nhau hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,3 độ vị Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, 62 tới 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 tới 15 km/h. Cơ quan khí tượng dự báo bão gây tác động gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 tới 5 m, vùng gần tâm bão 5 tới 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, theo bản tin mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, hai cơn bão Usagi và Manji nối đuôi nhau hoạt động, dự báo tác động tới Philippines có khả năng đi vào Biển Đông. Theo báo Lao động, tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 cho biết bão Usagi, tên địa phương là Ofen, đã mạnh lên thành bão cùng phong. Tâm bão cách Virac, Cantandunes, Philippines, 475 km về phía đông đông bắc. Bão Usagi đang di chuyển về phía tây với tốc độ 25 km h Sức gió duy trì tối đa gần tâm bão là 120 km h và gió giật lên tới 150 km h các nhà dự báo bão ở Philippines nhận định bão Usagi sẽ di chuyển trên biển Philippines trước khi đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông của Cagayan hoặc Isabela Philippines vào chiều ngày 14 tháng 11, sau đó cơn bão này sẽ vượt qua eo biển Luzon vào ngày 15 tháng 11, chuyển hướng nhiều hơn về phía bắc sang tây bắc, đồng thời giảm tốc. Dự báo bão Usagi có diễn biến thất thường trong cuối tuần này. Pakasa dự báo đường đi của bão Usagi có khả năng thay đổi, nhất là trong ngày thứ tư và thứ năm của giai đoạn dự báo. Đặc biệt, khi tiến gần Đài Loan, Trung Quốc, bão Usagi có khả năng ngoặt về phía Bắc Đông Bắc, đi thành vòng tròn để hướng về phía Biển Đông. Hướng di chuyển bất ngờ của cơn bão gần Biển Đông này dự kiến diễn ra vào ngày 16 và ngày 17 tháng 11. Bão Usagi được dự báo tăng cấp đều đặn trong 24 giờ tới và có khả năng đổ bộ đất liền Philippines ở cường độ cao nhất. Philippines đã phát đi cảnh báo mới về thời tiết khi bão Usagi dự kiến trở thành cơn bão thứ năm trong vòng 3 tuần đổ bộ nước này chỉ vài ngày sau khi hàng nghìn người phải sơ tán trước bão Toraji. Chính phủ Philippines đã sơ tán hơn 32.000 người khỏi các khu vực dễ bị tổn thương ở miền Bắc Philippines trước khi bão Toraji đổ bộ ngày 11 tháng 11. Vài tuần sau bão Chami, bão Jinsing và siêu bão Công Đầy khiến 159 người chết. Sau Usagi, cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo bão Mandi hiện ở gần quần đảo Bắc Mariana cũng có thể đe dọa Philippines vào tuần tới. Khoảng 20 cơn bão lớn tấn công quốc đảo này hoặc vùng biển xung quanh quốc đảo này mỗi năm. Theo AFP, một nghiên cứu gần đây cho thấy các cơn bão ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đang ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh hơn và kéo dài hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu. Nhà dự báo bão Chu Meilin của cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc cho biết bão Usagi sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc, tiếp cận vùng biển phía nam Đài Loan, Trung Quốc trong ngày 13 và ngày 14 tháng 11. Nhưng đường đi của cơn bão gần biển đông này vẫn chưa chắc chắn. Usagi có khả năng áp sát hòn đảo nhất vào ngày 15 tháng 11 và ngày 16 tháng 11. Bão Usagi, hình thành ngày 12 tháng 11, là một trong bốn cơn bão mới nhất trong mùa bão năm nay đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên bốn cơn bão nhiệt đới Usagi, Toraji, Manji và Jinsing cùng hoạt động ở lưu vực này trong tháng 11. Theo báo Người lao động Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa, cho biết, sáng ngày 12 tháng 11, bão Toraji, Philippines, gọi là Nika, đã suy yếu. Hiện sức gió đạt 95 km h gần tâm bão, tương ứng cấp 11, theo thang sức gió bơ phòng mở rộng Việt Nam sử dụng, giật 115 km h cấp 11. Mặc dù vậy, lượng mưa lớn và gió mạnh vẫn đang tấn công một số khu vực của đảo chính Lưu Tại vùng ven biển Ilocos Norte và Ilocos Sur, sóng dâng cao đến 4,5m, ven biển nhiều tỉnh khác cũng có sóng từ 2 tới 3,5m. PAGASA cảnh báo, di chuyển trên biển lúc này nguy hiểm với mọi loại tàu thuyền, bất kể lớn nhỏ. Tất cả các thủy thủ phải ở lại cảng, nếu đang trên biển hãy tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn càng sớm càng tốt cho đến khi gió và sóng dịu đi. Trước đó, hôm 11 tháng 11, Toraji đã đổ bộ thị trấn Dilasak thuộc tỉnh Aurora và tàn phá nặng nề địa phương này. Tỉnh Isabella, nơi cơn bão đi qua, cũng chịu thiệt hại rất nặng. Theo Inkhuđa, nhiều khu vực tại hai tỉnh này đã bị nhấn chìm trong nước lũ khi lượng mưa lớn đổ xuống và các con sông tràn bờ, khiến hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán mất điện trên diện rộng, hàng loạt cây cối đổ ngã vân vân. Đây cũng là các khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ba cơn bão liên tiếp từ tháng 10, bao gồm Chami, Công Đây và Dien Sing. Theo đường đi được Pagasa dự báo, Toraji sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc đến Tây vào Biển Đông và ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines PAR trong chiều ngày 12 tháng 11. Tuy đang tiến về phía Trung Quốc, nhưng dự kiến Toraji sẽ tiếp tục suy yếu trong những ngày tới và có thể trở thành một vùng áp thấp trên biển gần miền nam Trung Quốc. Cũng theo Pagasa, một vùng áp thấp ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành cấp độ bão nhiệt đới và đi vào PAR từ dạng sáng ngày 12 tháng 11. Cơn bão này mang tên là Usagi, Philippines gọi là Open, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt 75 km/h cấp 9, tốc độ gió giật lên tới 90 km/h cấp 10. PAGASA dự báo Usagi sẽ mạnh dần lên trong 3 ngày tới và đạt cấp bão theo phân loại của cơ quan này vào ngày 13 tháng 11, khoảng cấp 12 đến cấp 15. Usagi cũng có thể đổ bộ vào đất liền Philippines với cường độ cực đại hoặc cân cực đại và gây nguy hiểm cho đất liền cũng như khu vực ven biển. Pagasa cho biết còn quá sớm để xác định các khu vực cụ thể bị ảnh hưởng và đường đi dự kiến của cơn bão này có thể bị dịch chuyển trong những ngày tới. Tuy vậy, có khả năng các khu vực phía bắc Luzon sẽ hứng chịu mưa lớn, thậm chí ngập lụt do Usagi trong những ngày tới. Khu vực miền Trung và Nam Luzon cũng có thể bị ảnh hưởng nhưng ít hơn. Theo dự báo tạm thời, sau khi quét qua Philippines, Usagi sẽ di chuyển về phía Đài Loan Trung Quốc nhưng không đầu bộ đảo này mà tiếp tục chuyển hướng, di chuyển tiếp trên biển Hoa Đông.